xe hiện trạng đã đi được 91.400 km rồi và đã được thay dàn vỏ mới nha, còn rất là dày. Chị anh chị sử dụng là 560.000 nó vô tư luôn chị. Giá là 628 triệu nha chị nha. Bảo rút hồ sơ cho chị. Dạ. Bên em sẽ cấp cho anh chị một cái giấy chứng nhận chất lượng xe ha, cam kết xe không có đông đục, không có ngập nước nè, và một cái sổ bảo hành xe 1 năm hoặc 20.000 cây về động cơ và hộp số nha anh chị nha. Xin kính chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh mua bán xe cũ của nhóm xe cũ Văn Thắng nha. Lại là em Sang và hôm nay em cập nhật một chiếc xe mới vừa về bên em nha anh chị. Toyota Innova 2.0G Venturer 2019 anh chị, sản xuất 2019 nha anh chị nha. Venturer là một bản đặc biệt của xe Innova số tự động. Nó chỉ có 3 màu thôi, màu trắng, màu đỏ và màu đen. Và trước mắt anh chị đây là màu trắng ngọc trai, màu đặc biệt nhất nha anh chị nha. Trắng ngọc trai thì mắc hơn màu thường 8 triệu. Bản Venturer thì nó có bộ body kit anh chị, bộ body kit ở dưới này, và không nó xin theo xe và không bị đăng kiểm vịn nha anh chị nha. Xe hiện trạng đã đi được 91.400 km rồi và đã được thay dàn vỏ mới nha anh chị nha, được chủ cũ thay dàn vỏ mới 2023 anh chị, còn rất là dày. Chị anh chị sử dụng là 560.000 nó vô tư luôn anh chị. Thì trạng thì xe mộc chưa được làm đẹp nha anh chị nha. Mình vô trong nội thất nè, thì đã được chủ cũ trang bị là sàn similin anh chị. Trần thì đã bọc trần 3D rồi, có phim cách nhiệt, có DVD và cam lùi theo xe nha anh chị nha. Có màn hình DVD cam lùi theo xe. Xe đi 91.000 km nè. Có lên ghế da luôn rồi anh chị. Cái này vô lăng anh chị có thể xem cái vô lăng hiện trạng cái xe lúc mới về nó như thế nào ha. Và cũ số anh chị. Bên trong thì hơi dơ do xe vừa mới về bên em thôi, mới vừa về lúc chiều nay và em chạy lên trên sân thượng để cập nhật cái thông tin tới anh chị ha. Toyota Innova Venturer 2019, xe đi 91.000 km rồi. Và đang được chào bán tại Toyota Hiroshima Tăng Cả, mức giá là 628 triệu nha anh chị nha. Bao rút hồ sơ cho anh chị. Hàng ghế sau anh chị. Bản Venturer hay là bản G sẽ có những cái bệ để đồ ăn rồi nước uống rồi anh chị, đằng sau này. Đời 2019 bên em vẫn hỗ trợ vay nha anh chị nha. Vay 65% giá trị xe trong vòng 3 năm. Đó. Đây là hiện trạng của chiếc xe mới vừa về bên em ha, chưa được làm đẹp. Sẽ có những chỗ trầy xước bên em sẽ về sơn lại nha anh chị nha. Đây, như có những chỗ cắn xíu xíu thì bên em sẽ về sơn lại. Gầm anh chị, đốt sức của anh thấy vẫn còn rất là dày anh chị nè, và gầm chưa được bên em rửa nhưng mà anh chị có thể xem nè, sạch đẹp nha, không có bị gỉ, không có bị mục xét ha. Một chiếc xe về bên em sẽ được kiểm tra 176 hạng mục nè, và nếu mà xe chưa bảo dưỡng sẽ được bên em thay nhớt bảo dưỡng lại nha anh chị. Hư hỏng thì bên em thay thế phụ tùng chính hãng, và khi mà hoàn tất xong những cái sửa chữa thì bên em sẽ làm đẹp Maruguri toàn diện xe lại. Khi bán ra anh chị á, bên em sẽ cấp cho anh chị một cái giấy chứng nhận chất lượng xe ha, cam kết xe không có đông đục, không có ngập nước nè, và một cái sổ bảo hành xe 1 năm hoặc 20.000 cây về động cơ với hộp số nha anh chị nha. Anh chị cần thêm thông tin về chiếc xe hiện tại hoặc cần tìm một dòng xe nào của Toyota, hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật về xe anh chị đang sử dụng á, anh chị cứ liên hệ theo số hotline, bên em có đội ngũ để tư vấn anh chị nha. Và cảm ơn anh chị đã theo dõi video hôm nay. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.